Xin chào các bạn, hôm nay sẽ lại quay trở lại với các bạn. Đó là một cái cây nanh một fake hàng xưa lên nước, cực kỳ là đẹp. Đấy, nhìn qua thì nó giống thật lắm, bóng loáng luôn. Đấy, các bạn thấy không nhỉ? Mình sẽ gửi quay gần hơn cái men. Đấy, men cũng như thật luôn. Đó, rất là đẹp. Đấy, cái phần chân nanh này. Đấy, các bạn thấy không nhỉ? Hàng xưa, hàng lên nước, hàng giả hàng xưa đấy. Đó, bên mình đã bọc chùm bạc hết rồi. Ví dụ như các bạn không thích bọc cái mẫu bạc này thì các bạn có thể tháo bạc ra. Các bạn lấy hàng chưa bọc cũng được. Và các bạn gia công theo cái mẫu bạc các bạn thích. Đó, còn rất là nhiều cái mẫu bọc khác nhau. Ví dụ như bọc rồng, bọc hổ hoặc là bọc thần chết. Đó, nhiều mẫu lắm. Là các bạn có thể tham khảo một vài mẫu ở trên mạng hoặc là tham khảo bên mình cũng có. Các bạn nhé. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip.